Kính chào cả nhà. Có câu nói, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Để hiểu rõ ý nghĩa câu nói này như thế nào cho đầy đủ, hôm nay mình sẽ xin luận bàn về vấn đề này nhé. Xin cả nhà chú ý lắng nghe. Vế thứ nhất, muốn đi nhanh thì đi một mình. Đi một mình là tư duy, suy nghĩ, lời nói, hành động không theo số đông. Là không tư duy theo số đông, nghĩ theo số đông, nói theo số đông, hùa theo số đông, bắt chước theo số đông, hành động theo số đông, đi theo số đông, chạy theo số đông, vân vân. Mà phải có quan điểm khác, nhìn nhận khác, lựa chọn khác, lối đi khác, con đường khác, phương cách khác, ý kiến khác, tư duy khác, suy nghĩ khác, lời nói khác, hành động khác, cách làm khác, sống khác của riêng mình. Của riêng tập thể, đơn vị mình. Khác ở đây là phải lấy thiện pháp làm kim chỉ nam, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Thiện pháp có thể hiểu là tích cực, tức là sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Người ta hay khuyên là hãy suy nghĩ tích cực. Đó chính là tránh tư duy, nhưng chỉ suy nghĩ tích cực thôi thì chưa đủ các bạn ạ. Vì mới chỉ có 1/8 trong 8 phương cách bát chánh đạo mà Đức Phật đã dạy mà thôi. Đó là: thứ nhất, chánh kiến, ý kiến chân chánh, quan điểm chân chánh. Thứ hai, chánh tư duy, suy nghĩ chân chánh, tích cực. Thứ ba, chánh ngữ, lời nói chân chánh. Thứ bốn, chánh nghiệp, nghề nghiệp chân chánh, hành động chân chánh, làm việc tích cực, hành động tích cực. Thứ năm, chánh mạng, nuôi sống bản thân một cách chân chánh. Thứ sáu, chánh tinh tấn, siêng năng cần mẫn. Tinh cần là tứ chánh cần. Thứ bảy, chánh niệm. Thứ tám, chánh định, ghi chú. Anh chị nào muốn tìm hiểu sâu hơn thì hãy tìm hiểu về 8 chánh đạo, tức là bát chánh đạo. 4 chân lý, tức là tứ diệu đế. 5 uẩn, tức là ngũ uẩn. 10 điều lành, tức là thập thiện. 12 nhân duyên, tức là thập nhị nhân duyên hay thập nhị môn đồ trận. Lý bất tịnh, lý vô thường, lý vô ngã, lý sinh, diệt. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy trong Kinh Nikaya do Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu biên dịch, hoặc tìm đọc trong sách, các bài pháp, nghe trong pháp âm của Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Mình xin tiếp tục. Khác ở đây là riêng biệt, là không giống đại đa số, là đi tắt đón đầu, là dám nghĩ, dám làm điều người khác chưa làm hoặc chưa dám làm, không bị dẫm lên lối mòn, sao chép công thức một cách máy móc, không đi theo lối mòn, đường đã có sẵn mà mọi người đã và đang đi. Tuy nhiên hướng đi đó, sự lựa chọn đó phải phù hợp với sức lực, khả năng, sở trường, mặt mạnh, căn cơ, đặc tướng, đặc thù, hoàn cảnh, vân vân của mỗi người. Mỗi tổ chức, tức là vận dụng một cách phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, không chấp nhận đi theo lối mòn thực tiễn, lối mòn tư duy của người khác, tổ chức khác thì mới đi nhanh được. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng là vậy. Cuộc đời mỗi con người không ai giống ai cả. Dù hai người có sinh đôi giống như hai giọt nước thì cuộc sống của họ cũng không giống nhau. Bởi vì mỗi một con người chúng ta là một tiểu vũ trụ trong vũ trụ này và vận hành phụ thuộc vào trùng trùng nhân duyên. Theo chân lý nhà Phật, con người có 5 duyên, ngũ uẩn trong 12 nhân duyên. Các duyên chuyển biến vận hành thiên biến vạn hóa không ngừng nghỉ trong từng sắc na, tức là 1/60 giây. Ai sống phù hợp quy luật nhân, quả, sống trong thiện pháp thì sẽ an ổn, phát triển, thuận lợi và ngược lại sẽ bất an, khó khăn, khổ sở và tàn lụi. Ông bà ta thì có câu, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, nên ăn cây nào rào cây đó, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, phải liệu cơm gắp mắm, phải phấn đấu mà vươn lên, đừng đứng núi này trông núi nọ để rồi trách trời, oán người. Mở rộng ra, đi một mình cũng không có nghĩa là một cá nhân mà là một tập thể đoàn kết thống nhất đi theo một đường lối cụ thể, có kế hoạch, chiến thuật, chiến lược, mục tiêu, sứ mệnh rõ ràng, một người lãnh đạo tiên phong tài ba quyết đoán dẫn dắt và được mọi người ủng hộ đi theo để cùng nhìn về một hướng. Đó chính là đi một mình. Nhưng đi một mình sao cho đúng đắn, lấy điều gì làm kim chỉ nam?
1. Hãy nhìn khác. Con người ta thường hay nhìn người khác, so đo với người khác, thấy lỗi người khác, soi xét người khác, xét nét người khác, bình luận người khác, đánh giá người khác, chê bai người khác, vân vân. Nhưng lại sợ người khác chê bai mình, thấy cái dở của mình, chỉ ra lỗi mình. Bởi vì túi khôn thì khoe trước ngực, túi ngu thì giấu sau lưng, mà ít khi nhìn nhận, nhìn lại chính mình, thấy cái xấu, cái dở của chính mình. Đó là nhìn thấy lỗi người mà không thấy lỗi mình. Đức Phật dạy, dễ thay thấy lỗi người, lỗi mình thấy mới khó, lỗi người ta phanh tìm, như sàng trấu trong gạo, còn lỗi mình che đậy, như kẻ gian giấu bài. Kinh Pháp Cú. Cho nên, nhìn từ nhiều góc độ, nhiều hướng, phải đặt mình vào vị trí người khác để nhìn, phải đứng trên cao để nhìn xuống. Phải biết nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả thiện ác mà không nhìn theo quan điểm thế gian, phải, trái, đúng, sai, trắng, đen, tốt, xấu, vân vân. 2. Hãy nghe khác, nghe từ nhiều phía. Phải biết phân biệt lời nói thiện, ác, chánh, tả, không bị lời xu nịnh, ton hót sai khiến, dẫn dắt, ngũ triền cái che đậy. 3. Hãy nghĩ khác. Hãy vui vẻ làm việc vì chữ nghề khối nghiệp khi còn gia duyên, nói văn vẻ lên để khích lệ tinh thần chiến sĩ là vì sứ mệnh của mình, mà đừng nghĩ làm việc chỉ để kiếm tiền. Bởi vì làm tốt, sống tốt chắc chắn công danh sự nghiệp sẽ có, không thì cũng yên ổn, an vui. Có câu trời sinh ta ra ắt có chỗ dùng nên hãy tự tin và cố gắng phát huy mặt mạnh, sở trường của mình thì ắt sẽ công thành danh toại. Nghĩ cho người khác là nghĩ cho mình dù mình có bị thiệt. Nói theo thế gian là nghĩa khí. Nói theo chân lý ngã Phật là từ bi, là đạo đức nhân bản, nhân quả, là ly tham, sân, si. Lợi ích của tập thể, của đối tác cũng chính là lợi ích của mình. Win, win thì mới lâu dài và thành công được. Nên có thể nói, bạn không thể thành công trong một tập thể thất bại. Bạn không thể thất bại trong một tập thể thành công. Cho đi là hạnh phúc, chân thật, lâu dài, chứ không chỉ lấy vào mới là hạnh phúc, đó là hạnh phúc ngắn hạn. Nhẫn một chút sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Hãy vô tư mà làm việc, mà sống, không so đo hơn thua kèn cựa nhỏ mọn hẹp hòi. Lên voi thì chớ vội mừng, có rơi xuống ngựa cũng đừng bi quan. Sống đời trải nghiệm gian nan, vinh quy chẳng lụy xá chi cơ hàn. Vậy mới có câu người tính không bằng trời tính, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, kiên định với mục tiêu đề ra, vạn pháp vốn vô thường, có thuận lợi sẽ có khó khăn, chướng ngại, có thành công sẽ có thất bại. Nhà binh thì nói thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, quan trọng là thắng không kiêu, bại không nản, vì thất bại là mẹ của thành công cho nên, đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã sẽ mạnh mẽ hơn. Kiên trì nỗ lực, bền tâm quyết chí chắc chắn thành công sẽ đến. Đêm tối dù có dài đến đâu thì chắc chắn bình minh cũng sẽ đến. Có câu đừng tham lợi nhỏ trước mắt mà đi sai đường. Hãy tránh xa tiêu cực, phi pháp vì đó là ác pháp. Đừng vì lợi ích vật chất làm cho mờ mắt để rồi mua danh ba vạn, bán danh ba đồng. Chơi dao có ngày đứt tay, đùa với lửa rồi sẽ có ngày bị bỏng. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, lúc đó có hối cũng đã muộn. Điển hình là rất nhiều quan chức và nghệ sĩ trong thời gian qua đã thân bại danh liệt, vướng vào vòng lao lý, uổng phí đi một đời người. Triết lý Khổng Phu Tử thì nói trong họa có phúc, trong phúc có họa. Còn chân lý nhà Phật thì đó là thành, trụ, hoại, không, sinh, trụ, dị, diệt. Vạn pháp vận thành theo đường đi nhân quả mà cụ thể là chân lý thập nhị nhân duyên, trùng trùng duyên khởi, diệt. Gieo nhân xấu sẽ gặt quả xấu, gieo nhân tốt sẽ gặt quả tốt, không thể nào sai khác được. 4. Hãy hành động khác, tức là hành động theo nhân quả. Trước tiên là chấp nhận nhân quả, tức là bằng lòng với hiện tại mà không oán trách cho số phận, cho trời, cho người. Đó là sống chung với lũ. Xoay chuyển nhân quả, khi đã chấp nhận sống chung với lũ thì mới nương theo lũ, tìm cách vượt qua cơn lũ. Vượt qua nhân quả, sống trong lũ,
Chống chọi với lũ chính là rèn luyện để có sức mạnh, kinh nghiệm vượt qua cơn lũ. Đi một mình chính là vượt qua chính mình. Các bạn hãy tham khảo bài pháp vượt qua chính mình mà mình đã đăng nhé. Vế thứ hai, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Ông bà ta có câu, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Đi xa ở đây là tiến xa, phát triển, tiến bộ, nhìn xa, trông rộng, làm được điều mà người khác khó làm hoặc chưa làm được. Không ai có thể sống một mình, sống trên đời này. Phải có kế thừa, phải nương tựa vào nhau, phải chia sẻ, phải giúp đỡ nhau, đùm bọc nhau, vân vân. Nếu tách mình ra khỏi tập thể, xã hội thì không thể làm được gì. Cái áo bạn đang mặc, cái mũ bạn đang đội, đôi giày bạn đang đi, cái điện thoại bạn đang dùng, cái ghế bạn đang ngồi, cái bàn bạn đang làm việc, bữa cơm bạn đang ăn, vân vân. Có phải do người khác đã làm cho bạn hay tự tay bạn làm tất cả? Công việc của bạn đang làm, cuộc sống của bạn đang sống là do rất nhiều người cùng góp sức mà nên. Cuộc sống và sự phát triển luôn có tính kế thừa. Do vậy bạn không thể làm được nếu không kế thừa, không có những người xung quanh giúp đỡ bạn dù là gián tiếp hay trực tiếp. Bạn không thể làm chủ, làm sếp nếu không có nhân viên. Do vậy chúng ta hãy biết trân quý, tri ân những điều mình được thừa hưởng trong cuộc sống. Ai cũng có sở trường, sở đoản mà không ai có thể giỏi tất cả, cũng không ai dở tất cả. Do vậy phải làm sao kết hợp và phát huy cái tốt, hạn chế cái xấu để tạo nên sức mạnh tập thể, cùng nhau xây dựng, cùng nhau phát triển, cùng nhau thành công. Một giọt nước thì không thể một mình đi đến được biển cả. Biển cả không thể trở thành đại dương nếu từ chối dù là một giọt nước. Cho nên, không trân quý những điều nhỏ nhặt thì đừng mong gặt được những điều lớn lao. Sự sắc bén, tinh tế chỉ có được khi ta biết quan tâm, sẻ chia và trân quý từ những điều nhỏ nhặt nhất mà đa số người ta không để ý đến và cho rằng nó là mặc định, là hiển nhiên. Một việc nhỏ làm không tốt, không cẩn thận, không trọn vẹn thì ai dám giao cho việc phức tạp và lớn lao hơn. Chúng ta đang sống trong thế giới duyên hợp. Duyên tan đó chính là môi trường nhân quả tuân theo quy luật 12 nhân duyên. Đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Nhân nào, quả nấy, nhân tốt, quả tốt, nhân xấu, quả xấu. Vậy cho nên, gieo nhiều nhân tốt thì chắc chắn sẽ có rất nhiều quả tốt. Ba cây trụm lại nên hòn núi cao thì nhiều cây trụm lại sẽ nên hòn núi rất cao. Cùng một ý chí, cùng một niềm tin, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau nỗ lực, đồng sức, đồng lòng sẽ tạo nên sự cộng hưởng. Thì chắc chắn tập thể đó, cộng đồng đó sẽ thành công lớn, sẽ đi xa, sẽ tiến xa. Vĩnh Quảng, kính ghi và sẻ chia. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe, chia sẻ, để lại bình luận thêm để chúng ta hiểu sâu, rộng hơn về vấn đề nêu trên. Theo dõi và đăng ký kênh để động viên Sách Tấn mình ra video tiếp theo nhé. Kính chúc cả nhà luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an.